Bây giờ xin mời bà con mình nghe một bài viết ngắn của Yên Hà. Thôi rồi, ôi tiếng nước tôi. Đồng hồ không người lái có cửa sổ của tôi chỉ 3 giờ rưỡi chiều. Trong máy bay, ngồi nhìn ra cửa sổ bên ngoài, tôi lặng nhìn đất nước thân yêu và tôi chợt thở dài. Thế vậy, người hành khách ngồi bên cạnh quay sang hỏi. Trông anh có vẻ căng lắm, ngồi trong nội thất chiếc phi cơ mà trông ông hình như bức xúc làm sao. Vâng, thưa ông, tôi về Việt Nam lần này là lần thứ nhất, sau 40 năm xa nhà nên có phần hồi hộp. Tôi đáp, à, ra thế, tâm trạng ông hiển thị trên nét mặt rõ lắm. Ông rời xứ lâu như vậy, tôi đoán lúc trước ông phải là du sinh, đi chuyên tu ở đâu đó. Người Việt mình vốn trọng thị vấn đề học vị lắm mà. Vâng, ông đoán không sai. Lúc trước, tôi có được đi du học bên Pháp. Nhưng thú thật với ông, riêng tôi không coi trọng bằng cấp cho lắm. Nhất là thời buổi này. Tôi nói tiếp. Tôi thống nhất ông. Chủ yếu là phải biết triển khai tính năng nổ. Rồi tranh thủ vào đó, khẳng định tài nghệ mình. Thì mới thành công một cách tiên tiến được. Ông muốn nói là ông đồng ý với tôi, điều quan trọng là mình phải khai triển tính siêng năng táo bạo, cố gắng sao cho tài nghệ mình được công nhận để có thể thành công mỹ mãn. Tôi hỏi lại cho chắc. À, đúng vậy. À này, ông cũng nên cập nhật lại ngôn ngữ văn hóa hiện đại của mình đi thì hơn. Chúc ông thư giãn và đi tham quan tốt những cảnh quan nước nhà. Cảm ơn ông. Một lúc sau, gần đến khẩu Tân Sơn Nhất. Người lái cho biết trung tâm quản lý đường bay đã cho phép phi cơ đáp xuống đường băng. Chúng tôi đã đến Sài Gòn, vào đến trạm kiểm tra, người cán bộ hỏi tôi. Hậu chiếu đâu? Dạ thưa, hậu chiếu là gì à? Tôi ngớ ngẩn hỏi lại. Giấy tờ du lịch do cơ quan chủ quản cấp chứ là gì nữa? Xin ông nghiêm túc một chút. Người cán bộ sẵn giọng. Tôi chìa sổ thông hành ra. À, ông sống bên Mỹ à, bang nào? Người cán bộ hỏi tiếp. Dạ thưa, tiểu bang, mã cha chú chợt. Massachusetts. Đem nhà vào bao nhiêu kiều hối? Dạ thưa, kiều hối là gì à? Tôi lại ú ớ. Ông không biết từ này à? Thôi, ông đừng có linh tinh nữa, khẩn trương lên đi. Người cán bộ bắt đầu sốt ruột. Hoảng quá, chắc ông ta nói tôi vớ vẩn và dục tôi phải nhanh lên. Nghĩ đến chữ hối suất, tôi đoán mò. Dạ, ngoại tệ tôi có 1.000 Mỹ Kim. Tôi được rồi, ông đi đi. Có vấn nạn gì thì cứ đến phòng công tác người nước ngoài mà hỏi. Cảm ơn ngài. Lấy hành lý xong qua trạm hải quan, không có gì để khai quan thuế. Tôi bước ra ngoài. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Mới đến có vài giờ mà đã ấn tượng như vậy. Giáo giác nhìn quanh, tôi vẫy một cái taxi để về khách sạn. Thấy cái mặt nai vàng ngơ ngác của tôi, bác tài xế chào hỏi. Hoan nghênh ông, chắc ông là Việt Kiều về thăm nhà. Lần này về, ông có dự kiến làm gì không? Em chỉ giúp cho. À, xem nào, ăn ngon thì ông đề nghị đi đâu? Muốn ăn ngon thì à, em xin đề xuất nhà hàng này. Em đảm bảo chất lượng, thực đơn cao cấp, giá rẻ. Ông có thể ăn uống vô tư, chứ đừng có mà đi tìm những nơi hoành tráng khác. Có khả năng đắt khủng lắm. Bình quân 100 đô la một người đó, nhất là nếu ông là người nước ngoài. Ui chào, có thể trung bình 100 đô, quả nhiên đắt khủng khiếp thật. Ê, nhưng ngược lại, ông vào mấy tiệm chui thì cũng có khả năng bị chụm lắm đấy. Đúng rồi, những nơi lén lút không ai kiểm soát bị gạt là cái chắc. Thì toán ông có muốn đi tươi mát để hộ lý cho khỏe không? Bác tài hỏi tới. Tươi mát, hộ lý, ông muốn nói tới gì? Tôi hỏi lại. Thì chuyện quan hệ đàn ông đàn bà đó mà. Về Việt Nam ai mà không biết cái đó. Bác tài cười mỉm chi. Thôi cảm ơn ông, chắc không cần đâu. À về đến khách sạn tôi có xa không? Tôi ngượng nghịu đánh trống lảng. Từ đây vào thành phố không có đường cao tốc. Nhưng đi giờ này không sợ ùn tắc đâu. Nếu không gặp tai tệ nạn trong một sự cố giao thông gì sẽ nhanh lắm. Không có xa lộ, nhưng giờ này nếu không gặp tai nạn xe cộ hay cản trở lưu thông gì thì chả sợ kẹt đường, sẽ nhanh thôi. Tôi lẩm bẩm trong đầu như để học khóa cấp tốc tiếng Việt mới.
Bác Tài nói xong, phóng vung bút và chẳng bao lâu tôi về đến khách sạn. Đăng ký xong tôi lên phòng nằm xem chiếu bóng họp, chỉ được 5 phút là lăn quay ra ngủ một mạch đến sáng. Mấy hôm sau, một người bạn sinh sống tại đây liên hệ với tôi và đề nghị. Tụi tao có quy hoạch một buổi tiểu trà để chiêu đãi mày thứ bảy này nha. Cảm ơn tụi mày đã định làm một buổi tiệc nhỏ để thiết đãi tao. Về đây chơi, có thủ công như tụi mày thì nhất rồi. Tối hôm đó, tôi đến nơi hẹn. Nhà hàng này cũng nhỏ nhưng rất sạch sẽ, tươm tất. Có cả một ban nhạc sống nữa. Không biết mấy thằng bạn quỷ có mưu mô gì, nhưng chúng đã bố trí một cuộc gặp cho tôi ngồi cạnh M, một cô gái xinh trẻ. Rồi lấy máy ảnh kỹ thuật số ra chụp tôi với em. Nói chuyện, ăn uống một lúc. Tôi làm ly cà phê cái nồi ngồi trên cái cốc. Còn đang miên man suy nghĩ thì M lay tôi gọi. Anh ơi, anh đang tư duy gì vậy? Bên kia mấy người nghệ nhân đang chơi nhạc kìa. Mình ra hát đôi đi. Hay là anh thích múa đôi? Mấy thằng bạn cũng đốc vào nên tôi cũng đành ra sàn nhảy với M. Anh ơi, bên Mỹ anh làm nghề gì, thu nhập tầm được bao nhiêu? M bắt đầu hỏi chuyện. Trời ơi, tiền lương tôi khoảng bao nhiêu? Cô ấy hỏi làm gì? Tôi trả lời qua loa cho xong, nhưng M tiến công tiếp. Anh ơi, em phát hiện là em cảm thấy rất hứng thú với anh. Anh là đối tượng của em rồi. Em hầu hởi quá, hay là anh quản lý đời em đi? Tôi quản lý đời cô hay cô quản lý đời tôi đấy? Nhưng thí dụ như tôi chịu thì mình như thế nào? Tôi hỏi đùa. Trước hết mình phải tuyên bố. Tuyên bố gì? Tuyên bố là lễ hứa hôn đó anh. Sau đó anh mua cho em một căn hộ. Và lần hồi mình sẽ đã thông nhau rồi mình sẽ... Trời ơi, tôi làm gì có tiền mua nhà cho cô? Em nghe nói bên Mỹ ai cũng sở hữu một căn hộ mà. Anh bán nó đi rồi sang đây mua hộ cho em. Sang bên này anh bảo quản tốt cho em. Em sẽ ủng hộ anh triệt để. Anh xử lý cho em đi, nha. Cứ thế, cô tích cực tiến công tôi, học gia tăng sức ép đến mức tầm cỡ. Anh ơi, anh đừng có chảnh như em mà. Em giản đơn lắm. Chảnh, lần đầu tiên trong đời tôi nghe chữ này, hỏi ra mới biết là làm bộ, làm eo. Cuối cùng, M đột xuất ra chiêu độc. Anh ơi, bú mồm em đi. Sốc quá, choáng quá, tôi bất tỉnh tại chỗ. Vài hôm sau, tôi muốn ra Huế chơi. Hỏi dưới văn phòng khách sạn xem trạm xe lửa ở đâu, người tiếp viên cho tôi biết. Cục đường sắt gần đây thôi, ông đi bộ cho mát, hôm nay đài thủy văn cho biết trời đẹp lắm. Ngoài nhà ga, tôi mua một vé đi Huế. Một vé tàu lửa đi Huế, ghế mềm hay ghế cứng? Cứng thì bao nhiêu, mềm bao nhiêu? Tôi hỏi lại. Rốt cuộc giá không xây xích bao nhiêu, nên tôi mua ghế mềm, ngồi cho sướng bằng tọa. Đến nơi, tôi đi thăm vài danh lam thắng cảnh xong, ngồi nghỉ chân một lúc rồi tôi phải hỏi một ông khách qua đường. Xin lỗi ông, tôi đang đau bụng quá, gần đây có chỗ nào cho tôi đi không à? Ông khách chỉ sang bên nọ và trả lời. Coi đường có cái nhà ỉa kia, ông lại đó đi, nhưng còn tùy ông đi nặng hay đi nhẹ nữa, vì đi nặng thì dịch vụ đắt tiền hơn. Trời! Đến đây tôi chợt thức tỉnh, hóa ra chỉ là một giấc mơ, nhưng sao hãi hùng quá. Lâu lắm rồi tôi không được về thăm nhà. Bây giờ có về không lẽ tôi phải có thông dịch viên đi theo sao? Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời. Tiếng nước tôi, tiếng nói đồng bào tôi, mà sao nghe lạ tai quá. Bây giờ khi xem phim với phụ đề tiếng Việt, tôi lại còn khó hiểu hơn là không có phụ đề nữa. Đọc những bài thâu luận trên Internet thì nhiều khi cứ phải đoán mò và khó chịu làm sao khi đọc chữ Y dài cứ thay thế bằng Y ngắn. Nhưng điều tôi không thể hiểu nổi là tại sao có những tờ báo Việt Nam bên Mỹ này cũng hùa theo cái phong trào ấy như để khoe là mình văn minh hiện đại. Vẫn biết sinh ngữ nào chả biến đổi cho thích hợp với thời đại, nhưng sao thay đổi khủng quá. Không biết cụ Nguyễn Du hay cụ Trần Trọng Kim, nếu còn sống sẽ nghĩ gì về tiếng Việt mới này? Hay có lẽ chúng tôi quá cổ hủ? Dù sao đi nữa, chúng tôi sẽ không cầm bút để viết lịch sử Việt Nam, nên chúng tôi chắc chắn là sai lầm. Nhưng thôi, đất nước tôi không còn là đất nước tôi cũng không còn thẩm quyền gì để phê bình. Tôi chỉ có quyền buồn,
Ít ra cái tự do này không có chính quyền nào có thể cấm đoán được. Tôi buồn, nhưng thôi. Như đã chia sẻ trong bài Thế hệ bánh mì kẹp, chỉ vài mươi năm nữa, vấn đề này sẽ không còn là vấn đề nữa. Một khi chúng tôi sẽ lũ lượt rủ nhau đi hết, lúc đó chúng tôi sẽ lại được nói lại tiếng Việt cũ với bố mẹ, ông bà chúng tôi. Ôi, tiếng nước tôi! Yên Hà. Bài viết đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.